Trước nguy cơ mất an toàn từ hệ thống dây điện, các loại cáp viễn thông, truyền hình, bảng quảng cáo chồng chéo trên mái nhà dân, Điện lực thị xã Phú Mỹ đang tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn điện, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện đến người dân. Thị xã Phú Mỹ có đường dây điện trung hạ thế dọc hai bên tuyến quốc lộ 51 với chiều dài gần 28 km do Điện lực thị xã Phú Mỹ quản lý. Hầu như toàn bộ hệ thống này đều nằm trên mái nhà dân, dễ dẫn đến nguy cơ chập chạm, cháy nổ do phóng điện. Nâng cao nhận thức, kiến thức cho người dân trong bảo vệ an toàn hành lang an toàn lưới điện, Điện lực thị xã Phú Mỹ đã phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức tuyên truyền, vận động người dân chấp hành đúng các quy định về bảo vệ an toàn công trình lưới điện như lắp đặt mái tôn, bảng quảng cáo, đảm bảo đúng khoảng cách an toàn đối với đường dây điện trên không. Đặc biệt không được cơi nới, sửa chữa, xây dựng nhà cửa, trồng mới các loại cây công nghiệp, ảnh hưởng đến hành lang an toàn lưới điện. Hàng năm chúng tôi là thực hiện tuyên truyền vào hai thời điểm chính là mùa khô và mùa mưa. Ngoài ra nhân dịp các ngày lễ Tết thì chúng tôi đi phát tờ rơi, các tờ cảnh báo cho người dân biết để thực hiện. Đồng thời là phân công là từng cán bộ kỹ thuật, rồi công nhân quản lý công đoàn là tuyên truyền rồi đi kiểm tra đột xuất, nhưng phát hiện những cái nhà nào mà vi phạm thì hoặc là xây dựng mà không có xin phép thì chúng tôi sẽ vô hướng dẫn và để phối hợp với lại chính quyền địa phương để hướng dẫn người ta lại làm cho nó đúng cái quy trình để đảm bảo nó không có gây tai nạn. Từ đầu năm 2023 đến nay, Điện lực thị xã Phú Mỹ đã tổ chức 30 lượt tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ hành lang an toàn lưới điện ở 10 phường xã trên địa bàn. Người dân có ý có cái nhìn và có cái ý thức với cái khả năng là nhận biết là cái khoảng cách an toàn điện là như thế nào. Cái thứ hai là cung cấp toàn bộ những cái hotline để có khi mà người dân có sự cố về hoặc là những cái tai nạn về không mất khoảng cách an toàn điện thì có thể liên lạc với lại một đầu dây nào đó để hỗ trợ. Hàng năm thì các nhân viên điện lực đều đến nhà tôi và những cái nhà lân cận xung quanh cái dãy hành lang để tuyên truyền về việc bảo đảm hành lang an toàn lưới điện, tránh những cái việc mà mình làm dưới cái hệ thống lưới điện để mình cái nguy cơ mà bức xạ nó sẽ gây ảnh hưởng tới lại người dân. Tăng cường bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn thị xã Phú Mỹ không để xảy ra tình trạng cháy nổ do chập chạm điện hay tai nạn điện dẫn đến tử vong.